Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin chào tất cả các bạn chị em đã kết nối vào Hội Thánh Nhà Muôn Dân để học bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Xin Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta và thăm viếng anh chị em ngay thời giờ này. Cảm ơn Chúa vì anh chị em đã yêu mến lời Chúa và bỏ thời giờ để chúng ta cùng học lời của Ngài. Và tôi tin rằng chính lời của Đức Chúa Trời đem cho chúng ta sự tự do thật, sự tự do chắc chắn và không bị mất đi. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em, những người đã và đang sẽ kết nối vào để chúng ta học lời của Đức Chúa Trời. Và anh em biết buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học bài số 7 phải không ạ? Chúng ta sẽ nói về các bước để được chữa lành bệnh. Và cái bài học này nó nằm trong chủ đề đời sống không bệnh tật mà chúng ta đang theo từ hơn tháng nay ha. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em mình. Xin thần của Đức Chúa Trời thăm viếng hết thảy chúng ta giờ này. Và anh chị em hãy sẵn sàng đến với Chúa qua lời cầu nguyện. Amen. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho hết thảy mỗi một anh chị em mình trong thời giờ cầu nguyện. Amen. Để chuẩn bị tấm lòng của mình cho lời của Đức Chúa Trời. Tôi cầu xin Thánh Linh của Chúa giờ này đến tại chỗ anh chị em ngồi. Anh chị em ở đó, tôi ở đây. Nhưng tôi tin rằng đối với Chúa mình thì không có khoảng cách gì cả. Chúng ta được hiệp hội với nhau bởi đức tin. Và khoảng cách không là vấn đề đối với Chúa. Tất cả chúng ta đều ở các nơi ở trên trời. Chúng ta ở một chỗ với nhau trong sự hiện diện của Thánh Linh Ngài. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng ngay giây phút này Đức Thánh Linh hiện diện ngay chỗ anh chị em đang ngồi. Và thần của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên anh chị em như cơn mưa. Và ngọn gió sự sống của Ngài sẽ thổi qua anh chị em. Và sự tươi mới bắt đầu đến. Chúng ta hãy cùng nhau hướng lòng về Chúa và cầu nguyện nào. Tạ ơn Ngài Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì buổi tối hôm nay. Con ngợi khen Ngài vì thời giờ quý báu mà Ngài kết nối anh chị em con khắp mọi nơi. Để chúng con cùng nhau học lời của Ngài. Vì lời Ngài là sự sống của chúng con. Lời Ngài khiến cho chúng con được sống lại. Lời Ngài chữa lành mọi tật bệnh. Lời Ngài ban phước và thánh hóa chúng con. Chúa ơi, chúng con tôn cao lời của Chúa ngay thời giờ này. Và nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, Cha ơi, hãy ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em con, những người đang kết nối vào Hội Thánh Nhà Muôn Dân giờ này để lắng nghe lời của Chúa. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, con cầu xin thần của Đức Chúa Trời bao phủ anh em con. Ô ánh sáng của Chúa tỏa khắp nơi anh em con. Và huyết của Chúa Giêsu bao phủ anh chị em con từ đầu đến chân. Ô trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, không một điều gì có thể quấy rầy, không một điều gì có thể làm phân tán mất tập trung buổi học lời Chúa tối nay. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, con cầu nguyện để chúng con đạt được tối đa những gì Chúa muốn chúng con có. Ngài sức dầu cho môi miệng chúng con, Ngài sức dầu cho đôi tay tấm lòng của chúng con bởi sự dầu mới và sự sống của Ngài. Ô hãy tuôn chảy trên đời sống mỗi một anh em con Chúa. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng con cảm ơn Ngài. Tôi khích lệ tất cả ông bà anh chị em mình hãy bắt đầu cầu nguyện. Ô hãy nhắm đôi mắt của mình lại và hướng lòng về Chúa giờ này anh chị em. Hãy hướng lòng về Chúa giờ này và hãy lắng nghe tấm lòng của mình được Thánh Linh Ngài đụng chạm. Wow, sự đụng chạm của Thánh Linh đó có thể là sự bình an, sự nhẹ nhàng, sự tươi mới. Một điều gì đó rất đặc biệt mà anh chị em đang cảm nhận giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy được đầy dậy Thánh Linh. Mỗi một anh chị em hãy được đầy dậy Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ôi Cha ơi, hãy tuôn đổ thần của Ngài trên ông bà anh chị em con giờ này. Ông bà anh chị em hãy cảm nhận sự thăm viếng của Chúa. Mỗi một người hãy cảm nhận sự thăm viếng của Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi cầu nguyện để linh hồn ông bà anh chị em giờ này được kết nối một cách mạnh mẽ trơn tru với chính Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện để mỗi một anh chị em giờ này được thấy được sự hiện diện của Chúa một cách rõ ràng giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hallelujah.
Không ai phải nỗ lực để thấy Chúa cả. Không ai bắt buộc phải nỗ lực, phải kêu gào để mà cảm nhận sự hiện diện của Chúa cả. Sự hiện diện của Chúa rất tự nhiên. Hallelujah. Chúng ta không cần nỗ lực. Chúng ta tin thôi. Trong danh của Chúa Giê-xu quyền năng giờ này. Hallelujah. Trong danh của Chúa Giê-xu quyền năng giờ này. Xin tuôn đổ thần Ngài trên anh chị em con. Tuôn đổ thần Ngài trên anh chị em con. Tuôn đổ thần Ngài trên anh chị em con. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Tiếp tục đây anh chị em. Tôi khích lệ anh chị em hãy nhắm mắt lại và nói: Thánh Linh ơi, hãy đến bên con giờ này. Hãy khai phóng quyền năng của Ngài trên con giờ này. Thánh Linh ơi, hãy giúp con cảm nhận được Ngài, lắng nghe được Ngài, thấy được Ngài, rờ chạm được Ngài, ngửi được mùi thơm thiên đàng của Ngài. Hãy cầu nguyện anh chị em ở trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Oh hallelujah. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, tôi muốn cả hội chúng hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để tâm linh của mình được tươi mới. Anh chị em biết không, khi Thánh Linh sự sống của Ngài chạm đến người nào, người đó được tươi mới. Sự sống của Chúa là đến từ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thần Linh thì làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Cho nên mỗi một chúng ta anh chị em phải cần sự tuôn đổ đụng chạm từ ngọn gió Thánh Linh, ngọn gió sự sống, ngọn gió từ thiên đàng. Ngọn gió đó có thể khiến cho chúng ta nghe, cử động và chúng ta có thể nhìn thấy được nhiều điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thấy. Hãy nói anh chị em: Cha ơi, hãy thổi thần linh sự sống của Ngài trên con. Mỗi một người hãy nói theo tôi: Cha ơi, hãy thổi thần linh sự sống của Ngài trên con giờ này. Anh em nhớ Chúa Giê-xu, khi Ngài gặp các môn đệ của Ngài sau khi Ngài sống lại, Ngài thổi trên họ và Ngài nói hãy nhận lãnh Thánh Linh. Đó là thần của sự sống. Và khi thần của sự sống chạm vào người nào, người đó trở nên sống động, nhạy bén với mọi điều trong linh giới. Khi anh chị em nhận ngọn gió của Thánh Linh, mắt anh chị em sẽ mở ra, tai anh chị em sẽ nghe được và anh chị em sẽ cảm nhận được một cách rất tự nhiên sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi một người giờ này hãy nghe tôi, hãy cầu nguyện: Cha ơi, hãy thổi Thánh Linh sự sống trên con giờ này. Con muốn được nghe thấy, con muốn được chạm thấy Ngài, con muốn được nghe tiếng của Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, anh chị em hãy cầu nguyện nào. Mỗi một người hãy cầu nguyện giờ này. Mỗi một người hãy cầu nguyện giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Và hãy lắng nghe tâm lòng của mình. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh đang chạm nhiều người. Và Ngài chạm nhiều người giờ này. Tôi đang thấy điều đó. Ngài chạm nhiều người giờ này. Cảm ơn Ngài. Ai đó đang trước đây đang nỗ lực không ạ? Nỗ lực để được tươi mới với Chúa. Tôi thấy hình ảnh một người đang đạp xe phải không ạ? Một người đang đạp xe mà xe nó đứng yên chỗ. Anh em biết cái loại xe mà trong phòng gym á, mà cái xe đạp phải không ạ? Đạp rất là mạnh nhưng mà nó cứ đứng yên tại một chỗ. Và Chúa cho tôi hiểu rằng có nhiều ông bà anh chị em đang nỗ lực để rời chạm đến Chúa. Mà tôi nói rằng không cần phải nỗ lực. Chúa chúng ta là đấng luôn ở bên cạnh. Chị em hãy bớt đi, bớt nỗ lực đi, đơn giản nhắm mắt lại và nói: Chúa ơi, hãy thổi thần linh sự sống của Ngài trên con giờ này. Và hãy lắng nghe tâm lòng của mình. Những anh chị em đó bắt đầu được Chúa rờ chạm giờ này. Mỗi một anh chị em đó được Chúa rờ chạm giờ này. Rờ chạm giờ này, Ngài rờ chạm anh chị em giờ này. Wow, anh chị em sẽ thấy Chúa gần gũi một cách rất tự nhiên. Đức Chúa Trời là thần, anh chị em phải cảm nhận Ngài bằng linh, bằng linh, bằng tâm hồn của anh chị em. Hallelujah. Hãy nhìn vào bên trong của mình. Chúa không ở chỗ này, Chúa không ở chỗ kia, Chúa không ở trên ngôi sao, Chúa không ở trên trời cao. Chúa ở trong tấm lòng anh chị em. Hãy nhìn vào chính linh hồn của mình và thấy rằng Ngài đang trò chuyện với chính mình. Ngài đang trò chuyện với anh chị em từ bên trong. Trong danh của Chúa Giê-xu, hãy đón nhận giờ này. Đón nhận giờ này. Tôi nói với tất cả những anh chị em đã từng hoặc đang nỗ lực để rời chạm với Chúa, nỗ lực để tránh đi sự khô khan trong đời sống tâm linh của mình. Hãy đón nhận linh sự sống ngay thời gian này. Hãy đón nhận linh sự sống trong danh Chúa Giê-xu Christ quyền năng ngay thời gian này. Ô, hãy khai mở cho anh em con những điều tươi mới buổi tối hôm nay Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Ô, hallelujah. Hallelujah. Nữa đây anh chị em. Tôi thấy Chúa bắt đầu thăm viếng nhiều người. Và tôi thấy Chúa thăm viếng nhiều người. Tôi thấy ai đó đang tươi cười trước mặt Ngài. Wow, hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy hình những bông hoa
Tôi biết rằng những mùi hương thơm, những sự nhẹ nhàng tươi mới, ôi mềm dịu đã đến trên linh hồn một số ông bạn chị em ở trong live stream giờ này. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Hallelujah. Cha ơi, con cảm ơn Ngài đã thăm viếng bạn chị em con. Con cảm ơn Ngài đã thăm viếng chính linh hồn của con giờ này. Con cảm ơn Ngài đã thăm viếng lớp học của chúng con. Con cảm ơn Ngài đã thổi lên sự sống trên chúng con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm, Chúa ơi, vì Ngài là đấng thành tín. Và Ngài hứa rằng Ngài ở cùng chúng con cho đến khi tận thế. Ngài không ở đâu xa, Ngài hiện diện trong thánh linh, ở trong lòng chúng con. Ôi, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con có Ngài trên đời sống giờ này. Chúa ơi, tiếp tục kết nối ông bà anh chị em con. Tiếp tục làm mạnh mẽ ông bà anh chị em con. Tiếp tục làm cứng cáp linh hồn bà anh chị em con. Tiếp tục Ngài chữa lành những người cần chữa lành. Tiếp tục Ngài giải cứu những người cần giải cứu. Tiếp tục Ngài ban phước cho những anh chị em cần được ban phước. Tiếp tục Ngài sức dầu cho anh chị em cần được sức dầu. Con cầu nguyện ngay thời giờ này, bất kể ai đang lắng nghe lời cầu nguyện này, họ được phước trong thời giờ này. Lạy Chúa, ô trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, con cảm ơn Ngài nhiều lắm Chúa. Cảm ơn Ngài nhiều lắm Chúa. Buổi tối hôm nay là một buổi tối phép lạ. Buổi tối hôm nay là một buổi tối chữa lành. Buổi tối hôm nay là một buổi tối giải cứu và tự do. Buổi tối hôm nay là một buổi tối sức dầu và ban phước trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Tụi mong anh chị em hãy tuyên xưng điều đó giờ này bởi miệng của mình. Anh em hãy nói bởi môi miệng của mình. Buổi tối hôm nay là buổi tối chữa lành cho thân thể của tôi. Buổi tối hôm nay là buổi tối giải cứu đời sống của tôi. Buổi tối hôm nay là buổi tối Chúa ban phước cho chức vụ, cho công ăn chuyện làm, cho gia đình của tôi. Buổi tối hôm nay là buổi tối mà tôi được nâng cấp lên trong quyền năng của Thánh Linh Ngài. Buổi tối hôm nay là buổi tối tràn ngập sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi. Tôi đón nhận những điều này vì Ngài là thành tín. Chúa tôi là đấng thành tín. Ông bạn chị em hãy tuyên xưng điều đó nè. Mọi một người hãy tuyên xưng điều đó nè. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah. Con cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. Ngợi khen danh của Ngài Chúa. Hallelujah. Chúc tụng danh của Ngài Chúa. Hallelujah. Hãy tuôn đổ một cách mạnh mẽ trên anh chị em con giờ này Chúa. Con cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. Anh bạn, ông bà anh chị em hãy đón nhận nó, đón nhận phước lành của Chúa ngay thời giờ này qua sự tuyên xưng của ông bà anh chị em. Amen. Ông bà anh chị em vừa nói những điều cho chính linh hồn của mình, và tôi tin rằng những lời ông bà anh chị em nói, ông bà anh chị em sẽ nhận lãnh được trong buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối hôm nay ông bà anh chị em sẽ được chữa lành bệnh tật của mình, được tự do khỏi mọi điều không mong muốn trên đời sống của mình, được sức dầu và nâng cấp trên đời sống chức vụ cũng như công ăn chuyện làm, trong gia đình, trong tương lai, trong học tập của mình. Buổi tối hôm nay ông bà anh chị em sẽ được khai mở và được rời chạm và đồng đi với Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ trên đất này. Wow, Emmanuel là danh của Ngài. Và nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì ai có thể chống cự và thắng được chúng ta anh chị em? Tôi dùng lời đó để khích lệ ông bà anh chị em rằng hãy vui mừng lên. Dù bất kể hoàn cảnh nào, hãy để nó dưới chân của mình. Đừng để ý đến hoàn cảnh, đừng thấy hoàn cảnh của mình quá to, nhưng hãy thấy Đức Chúa Trời của mình là vĩ đại. Amen ạ. Cảm ơn Chúa nha. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Hallelujah. Tôi khích lệ ông bà anh chị em điều đó. Yes. Cảm ơn Ngài. Và trước khi chúng ta bắt đầu bài học, mà anh chị em ơi, tôi như thường là xin Chúa giúp đỡ anh chị em mình hãy chia sẻ livestream này trên trang cá nhân của mình. Amen. Hãy chia sẻ đi ạ. Bằng cách đó chúng ta lan tỏa phúc âm của Ngài, lời của Ngài. Biết đâu đó ai đó cần, biết đâu đó ai đó đang cần sự trợ giúp của Chúa mà không biết kêu ở đâu, và tình cờ họ thấy được cái bài học buổi tối hôm nay và họ đặt đức tin nơi Chúa Giêsu và đời sống họ được cứu sao? Một linh hồn quý hơn cả thế giới, phải không ạ? Anh em làm điều đó là anh em đang cộng tác cùng với Hội Thánh của Chúa để rao giảng phúc âm. Tôi cũng gửi lời mời trân trọng với tất cả những bạn chị em nào ngày hôm nay đến trong lớp học này mà lần đầu tiên chưa biết với Chúa Giêsu, hãy tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng, vì Chúa Giêsu quá thật là cứu Chúa của thế gian. Ngài đến để chết cho ông bà anh chị em được tội lỗi, được tha thứ và được sự sống đời đời. Hãy lập tức mở môi miệng mình ra và nói rất đơn giản thôi: Chúa Giêsu ơi, hãy bước vào lòng con, tha thứ và cứu sống con. Chỉ cách đó thôi anh bà anh chị em được tái sanh và linh hồn bà anh chị em được hưởng sự sống đời đời. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Hallelujah. Wow. Và anh chị em ơi, chúng ta bắt đầu bước vào bài học số 7 mang tên Các bước để được chữa lành, nằm trong loạt bài học
đời sống không bệnh tật. Yes. Tôi và bạn trẻ tôi nghĩ rằng ai cũng ao ước để sống một đời sống không bệnh tật. Phải không ạ? Tôi cũng vậy và bạn trẻ cũng vậy. Đây là một đời sống lý tưởng. Đời sống lý tưởng là một đời sống không phải có nhiều tiền bạc, hay là một đời sống mà chúng ta muốn làm gì thì làm. Không phải. Nhưng tôi nghĩ không bệnh tật là một phần trong đời sống lý tưởng ở trên đất này. Có tiền nhiều để làm gì khi mà thân thể mình bệnh tật, ăn uống không được, ngủ không được, lúc nào cũng mỏi mệt, lúc nào cũng cảm thấy chán chường, phải không em? Đó là điều mà chúng ta có thể sống thoải mái, muốn làm gì thì làm, không ai cấm cản mình. Nhưng mà nếu có một căn bệnh nào đó đe dọa trong đời sống sức khỏe của mình, thì thật sự cái sự muốn đó nó cũng bị triệt tiêu mất tiêu. Con người ta sẽ không còn năng động nữa, không còn thích thú, không còn yêu đời nữa khi sống trong bệnh tật, khi sống trong cái sự áp bức của ma quỷ hay là của những cái sự chết của đời này. Anh chị em ha, cho nên tôi cho rằng khi Chúa Giêsu Ngài đến thế giới này và Ngài cung ứng cho con cái của Ngài một đời sống không tật bệnh, một đời sống khỏe mạnh, một đời sống sung mãn, một đời sống phước hạnh, phong phú và dồi dào trong sức khỏe, tôi nghĩ đó là một phần trong món quà cứu rỗi. Và cái phần này thì nó vô cùng là quý giá, vô cùng là đặc biệt. Và con cái của Chúa ai cũng ao ước, tôi cũng ao ước điều đó. Dạ, chúng ta có thể sống khiêm tốn giản dị nhưng khỏe mạnh. Đó là điều mà lý tưởng anh chị em ha. Cho nên buổi tối hôm nay đó, tôi chia sẻ bài học này gồm những bước để chúng ta nhận được sự chữa lành của Chúa. Nghĩa là bài học này dành cho những ai đang bệnh tật mà mong muốn được chữa lành, đúng không ạ? Dĩ nhiên Chúa cung ứng cho chúng ta một đời sống không bệnh tật, một đời sống sung mãn khỏe mạnh, nhưng mà vì nhiều lý do, không ạ? Lý do thì có hàng ngàn lý do, con cái của Đức Chúa Trời vẫn đang bị bệnh, rất nhiều lý do từ quá khứ, lý do từ hiện tại, lý do ngoại cảnh, lý do nội tại, lý do di truyền, lý do rủa xả, vân vân và vân vân, nhiều lý do để con cái của Ngài cũng có thể đang bị bệnh. Và tôi nghĩ rằng bài học buổi tối hôm nay sẽ đem lại một vài khía cạnh, một cái ánh sáng để cho những ai đang phải chống chọi với những bệnh tật đó có cái cách để thoát ra và nhận lãnh sự chữa lành. Và những điều tôi sắp chia sẻ cho ông bạn chị em nó rất đơn giản từ lời Chúa thôi, nhưng mà hết sức mạnh mẽ. Những nguyên tắc này giúp đỡ ông bạn chị em được chữa lành, và quan trọng là gì ? Giữ được nó. Ông bạn chị em amen với tôi điều này không? Quan trọng mình được chữa lành rồi phải giữ được sự chữa lành. Chữa lành rồi nhưng mà về 5-7 hôm, 2-3 hôm tháng sau lại sa vào tật bệnh nữa thì nó hơi rất là đáng tiếc, phải không ạ? Có một nguyên tắc mới trong Tân Ước, bởi vì Tân Ước là giao ước mới. Nó khác với những nguyên tắc được Đức Chúa Trời mô tả trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước đó, phần lớn anh chị em sẽ thấy rằng là luôn luôn đức lời của Chúa nhấn mạnh là hãy làm điều này, điều này, điều này thì ngươi sẽ được điều này, điều này, điều này. Cựu Ước nó đặt nền tảng trên luật pháp. Nó đặt nền tảng trên việc làm của con người phải tuân giữ, phải không ạ? Phải tuân giữ để mà theo. Nhưng trong Tân Ước có những nguyên tắc cao diệu hơn, mạnh mẽ hơn, và giúp chúng ta tận hưởng những quyền thuộc linh mà chúng ta có nhờ ai ? Nhờ Chúa Giêsu của chúng ta đã làm rồi. Chúa Giêsu của chúng ta làm và chúng ta hưởng. Anh chị em hiểu ý không ạ? Vì vậy, những nguyên tắc được chữa lành ở trong Tân Ước nó khác hoàn toàn, cao diệu, cao siêu hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều so với trong Cựu Ước. Anh em ghi nhớ điều đó ha. Và buổi tối hôm nay tôi trình bày cho anh em 4 nguyên tắc. Có thể anh chị em đã nghe, nhưng hôm nay tôi sẽ nhắc lại những nguyên tắc này. Và hy vọng rằng anh chị em sẽ chú ý lắng nghe. Những nguyên tắc này nếu anh chị em đem và áp dụng đó, anh chị em sẽ thấy sức khỏe mình cải thiện, được chữa lành. Và đặc biệt là anh chị em giữ cái tình trạng sức khỏe của mình luôn luôn khỏe mạnh. Nghĩa là những nguyên tắc này nó hướng con người đến một đời sống không bệnh tật, một đời sống khỏe mạnh, một đời sống luôn luôn sung mãn, một đời sống luôn luôn làm chủ sức khỏe và thân thể của mình. Tôi tin rằng bạn cho em ước ao điều đó, phải không ạ? Rồi, bây giờ anh em ghi xuống nguyên tắc thứ nhất, rất đơn giản là hãy nhìn và được chữa lành. Hãy nhìn và được chữa lành.
Anh em thấy không ạ? Đơn giản mà. Cái nguyên tắc này đó, nó phải nói là đơn giản hóa đến tối đa cái sự chữa lành mà con người ở trong tầng ước muốn có được. Anh chị em nhớ lại câu chuyện mà tôi đã chia sẻ trong mấy bài trước phải không ạ? Ở trong đồng vắng, dân Israel phạm tội chống nghịch với Chúa, và Chúa sai rắn lửa trong đồng vắng đến cắn họ chết, chết nhiều lắm. Và khi dân chúng bắt đầu hoảng sợ, ăn năn, kêu gào với Chúa, nói với Môi-se rằng hãy giúp đỡ họ, không họ chết hết, thì Đức Chúa Trời mới phán cho Môi-se như thế này. Hãy trong Dân Số Ký chương 21 câu 8 câu 9 cho em. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng hãy lấy một con rắn lửa rồi treo nó lên cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên cây sào. Nếu người nào bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng này thì được sống. Trên thực tế, Đức Chúa Trời bảo họ làm một cái điều hết sức đơn giản mà không thể đơn giản hơn. Đó là hãy nhìn đi và được sống. Vậy thôi, nhìn và được sống. Và điều này vô cùng quan trọng và nó rút ra một nguyên tắc. Tại sao nó trở thành nguyên tắc? Bởi vì nó được lặp lại trong Tân Ước bởi Chúa Giê-xu. Anh em hiểu không ạ? Nó được lặp lại trong Tân Ước bởi Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói trong Giăng chương 3 câu 14 rằng xưa Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hãy ai tin đến Ngài thì được sự sống đời đời. Anh em thấy không ạ? Như vậy thì cái hình ảnh của con rắn đồng đó là mô phỏng những gì Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời sẽ làm. Và trong sự sống đời đời này chắc chắn rồi, bao gồm cả sự chữa lành thân thể. Sự sống của Đức Chúa Trời, một sự sống chất lượng, có sự chữa lành thân thể, phải không ạ? Bị rắn cắn và nhìn lên thì được sống. Như vậy điều quan trọng đối với dân Israel thời xưa là phải nhìn con rắn đồng. Bởi vì nếu họ làm theo lời dạy đó thì họ được chữa lành. Và như tôi đã nói đó, phải không ạ? Cái con rắn này nó không phải bằng vàng, bằng bạc, bằng gỗ, bằng đá, nhưng con rắn này nó làm bằng đồng, đồng thau, đồng đỏ đó anh chị em. Và theo cái giải nghĩa kinh thánh á, thì đồng thau chính là tượng trưng cho sự phán xét. Đó là lý do tại sao mà Chúa Giê-xu nói rằng Môi-se treo con rắn thể nào thì Ngài cũng bị treo lên cây gỗ thể ấy. Vậy thì Chúa Giê-xu bị đóng đinh có nghĩa là tại nơi đó Ngài đã bị phán xét, bị thương tổn vì những vi phạm của chúng ta. Ngài bị đánh bầm dập vì tội ác chúng ta và bị trừng phạt để liên quan đến sự bình an mà của chúng ta đã được đặt lên trên Ngài. Tất cả những cái điều đó được đặt lên trên Ngài, và nhờ những lần roi Ngài chịu mà chúng ta đã được lành bệnh. Như vậy thì nhắc lại, Môi-se làm con rắn đồng này tượng trưng cho sự phán xét tội lỗi của dân chúng. Ông treo nó lên một cây cột và bảo họ nhìn đi. Tất cả những gì họ cần làm là nhìn vào con rắn đồng đó và được chữa lành. Nhưng mà có thể trong cái đám đông đó, đám đông Israel có một số người nói không, bây giờ nó cắn tôi đau quá, ôi nó cắn tôi nhức quá, tôi không thể nhìn. Tôi chỉ thấy bây giờ có thuốc gì đắp hay là có cái gì uống chứ bây giờ nó đau quá không thể nhìn. Và những người nói như vậy chết. Một số người khác thì không tin, có thể chế nhạo Môi-se, nói là Môi-se ông làm cái trò gì như thế này, tôi đang bị rắn cắn, dân chúng gia đình tôi, con cái tôi đang bị rắn cắn đau nhức lăn lộn gần chết, bây giờ ông nói là nhìn lên con rắn bằng đồng để được chữa lành, sao mà nó phi lý thế. Họ không tin và cuối cùng họ cũng chết. Anh em thấy không ạ? Nhưng mà tạ ơn Chúa, có những con người là họ tin vào điều đơn giản, họ tin vào cái điều phi lý, họ tin vào cái điều mà phi logic đó, và họ nghe Môi-se, họ nhìn lên, và cuối cùng thì ngạc nhiên chưa, cái vết rắn cắn của họ nó lành lặn và họ được sống. Đấy. Cho nên anh chị em thấy những gì mà Chúa bảo họ làm rất đơn giản. Rắn thì cắn họ và Chúa nói là cứ nhìn con rắn đồng đó để được sống. Tất cả những gì họ làm là nhìn và họ sẽ ổn. Vậy thì điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta trong Tân Ước anh chị em? Bởi vì đây trở thành nguyên tắc cho nên nó cũng phải áp dụng cho chúng ta. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời ban con của Ngài là Chúa Giê-xu. Anh em biết rồi đó,
Chúa Giêsu chính là ngôi lời. Chúa Giêsu chính là ngôi lời. Chúa Giêsu trong Tân Ước là hình ảnh của con rắn đồng. Dĩ nhiên bây giờ không ai thấy Chúa Giêsu bằng mắt thường để mà nhìn. Nhưng anh chị em biết không, Chúa Giêsu chính là ngôi lời. Và ngay khi chúng ta nhìn vào lời Ngài như một tấm gương, cứ nhìn vào đó, anh chị em nhìn vào tấm gương này, anh em sẽ thấy hình ảnh mà Đức Chúa Trời định cho anh em. Anh em sẽ thấy Đức Chúa Trời định cho anh em trong Tân Ước là một người sống dư dật và sung mãn. Một người mà bởi lần roi của Chúa chịu mà anh em đã được lành. Một người mà bởi Thánh Linh ngự bên trong khiến cho những cơ quan nội tạng bị hư tổn được phục hồi. Một người mà làm điều gì cũng thịnh vượng. Một người mà có Thánh Linh đầy dẫy và không gươm giáo, không có bắt bớ, không có ngục tù, không có thiên sứ đời này chuyện đời xưa nào có thể chống lại anh chị. Một người mà dù hoạn nạn, khốn cùng, thiếu thốn, bắt bớ, trần truồng, đói khát cũng không thể khiến anh em bị thương tổn hay chết mất. Khi anh em nhìn vào lời Ngài, anh em sẽ thấy mình ở trong đó, thấy con người mới mà Đức Chúa Trời định mình ở trong đó. Và khi anh chị em liên tục cứ nhìn hình ảnh này, ngày nào cũng mở Kinh Thánh ra đọc đi đọc lại là nhìn hình ảnh của mình. Chúa nói gì mình? Chúa nói anh em là dòng dõi nhà vua, là chức thầy tế lễ rất cao. Chúa nói anh em là thánh đồ rất yêu, rất dấu của Chúa. Chúa nói anh em là người được chọn lựa từ trước khi sáng thế. Chúa nói anh em là người mà được hưởng mọi phước thiên đàng. Chúa nói anh em là người mà có thể sinh bông trái ở trong Chúa. Chúa nói anh em là người mà như nhánh nho gắn vào gốc nho, là Chúa Giêsu hút nhựa sống từ nơi Ngài. Chúa nói anh em là người không thể chết được nữa. Chúa nói anh em là người đã được tái sanh và Thần Linh làm cho sống lại. Phải không ạ? Nhiều vấn đề lắm. Và hình ảnh này anh em cứ liên tục nhìn vào lời Ngài mỗi ngày nha. Liên tục nhìn thì anh em đã được biến hóa thành những gì mà Chúa đã định cho anh em trở thành. Anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Chúa định cho anh em trở thành một người khỏe mạnh, thịnh vượng và có cuộc sống thật dồi dào. Anh em nhớ đọc Giăng chương 10 câu 10. Giăng chương 10 câu 10 nói sao ạ? Kẻ trộm đến để cướp, giết, hủy diệt. Còn ta đến để chiên ta được sống và sống sung mãn. Chúa định cho anh em là một người khỏe mạnh, một người thịnh vượng, một người có cuộc sống dồi dào, dư dật, phong phú và sung mãn. Khi anh em đọc đi đọc lại, nhìn tới nhìn lui vào lời của Ngài, tức là anh em đang nhìn vào con rắn đồng đó, hình ảnh Chúa Giêsu đấy, phải không ạ? Vì Chúa Giêsu là ngôi lời thì anh em được sao ạ? Chữa lành. Đơn giản là anh em được chữa lành. Những gì mà con rắn lửa nó cắn, nghĩa là những gì mà Satan nó từng cắn anh chị em, nó tiêm bệnh tật cho anh chị em, nó tiêm đói nghèo cho anh chị em, nó tiêm lo lắng cho anh em, nó tiêm sợ hãi cho anh em, đau nhức anh em rên xiết ngày đêm, thì khi anh em nhìn vào lời Ngài, dần dần những độc đó sao nó tan. Nó tan một cách rất lạ lùng mà anh em không hiểu tại sao nó tan. Sợ hãi tan, nghèo đói tan, bệnh tật nó tan, đau đớn nó tan đi, ô sự buồn rầu nó tan đi, những sự gọi là vô vọng, tuyệt vọng nó tan đi, tất cả nó tan đi và nội tạng cơ thể anh em bắt đầu sống lại. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Cô-rinh-tô 2 chương 3 câu 18 chép như thế này: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Anh em thấy chưa? Chúng ta ai nấy đều để mặt trần. Điều đó có nghĩa là chúng ta nhìn liên tục, đừng để cái gì che khuất mình, đừng để bất kỳ một sự lo lắng đời này nào nằm giữa anh chị em và lời Ngài, đừng để bất kỳ một màn che nào nằm giữa anh chị em và đời này, đừng để một giáo lý, một đạo giáo, một giáo lý bậy bạ nào hay là sai trật nào nằm giữa tâm trí anh em với lời Ngài. Hãy cứ tập trung vào lời Ngài, nhìn vào vinh hiển của Chúa như trong gương vậy đó. Thì sao ạ? Kinh Thánh chép là anh em sẽ hóa nên một ảnh tượng giống như Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, y như Chúa là Thánh Linh. Anh em hiểu ý không ạ? Vậy thì khi chúng ta nhìn thấy vinh quang đó ở trong lời Chúa,
chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời định mình là người nào ở trong Chúa, trong lời Ngài, thì chúng ta được biến hóa theo hình ảnh đó. Và hình ảnh đó, như tôi nhắc lại, là hình ảnh của một người khỏe mạnh, thịnh vượng và có cuộc sống. Anh em thấy không ạ? Như vậy Môi-se treo cao con rắn trong đồng vắng, và tất cả những ai bị rắn cắn sắp chết vì bị rắn cắn, mà nhìn con rắn đồng này được chữa lành ngay lập tức. Tôi xin chia sẻ cho anh em một điều như thế này, rất đơn giản thôi nhưng mà nó là bí quyết. Anh em biết không? Khi những người bị rắn cắn đó mà họ nhìn lên con rắn đồng, có nghĩa là gì anh chị em? Có nghĩa là họ phải quên đi bệnh tật, đau đớn, nọc độc mà mình đang có. Họ phải tập trung nhìn vào con rắn đồng. Đúng không ạ? Những ai mà tập trung cứ nặng bóp cái vết cắn thì người đó không bao giờ có thể nhìn con rắn đồng được. Những ai cứ xăm soi cái vết cắn của rắn, những ai la hét rồi sợ hãi nhìn vào cái vết rắn cắn thì không thể nào nhìn con rắn đồng được. Anh em hiểu ý không ạ? Cho nên khi mà họ nhìn con rắn đồng thì những người nhìn con rắn đồng này họ phải quên đi bệnh tật và đau đớn của mình. Họ chỉ tập trung nhìn vào con rắn đồng thôi. Và ngày nay cũng vậy anh chị em. Anh chị em hãy ghi vào cái nguyên tắc này, cái cách thức này nó rất tuyệt vời. Nếu anh chị em muốn được chữa lành, đừng nhìn vào bệnh tật của anh chị em hoặc những gì mà ma quỷ đã làm, thay vào đó hãy nhìn vào lời Chúa. Chỗ này là chỗ mà rất nhiều người bị vấp. Anh chị em muốn chữa lành bởi lời Ngài, muốn chữa lành bởi quyền năng của Thánh Linh, muốn chữa lành bởi danh Chúa Giêsu. Nhưng anh em cứ tập trung vào bệnh tật của mình, lúc nào cũng than một vạn, lúc nào cũng nhìn vào đau đớn, lúc nào cũng thấy mình là người bệnh tật, lúc nào cũng thấy mình là người sắp chết, lúc nào cũng thấy mình là người tuyệt vọng, không còn lối thoát. Đó là anh em đang nhìn vào con rắn lửa chứ không phải nhìn vào con rắn đồng. Và nếu như vậy thì làm sao anh em được chữa lành? Vì vậy tôi nói anh em muốn được chữa lành, đừng nhìn vào nó, tạm quên nó đi. Đúng không? Quên đi. Và hãy thay vào đó nhìn vào lời Chúa. Anh chị em có thể cảm thấy đau đớn, tôi đồng ý, cơ thể mình nó có thể đau đớn, đúng, cái điều đó mình không phủ nhận. Nhưng hãy quay lưng lại với nỗi đau đó, tạm gác nỗi đau đó qua bên, tạm gác cái tình trạng của mình trong chốc lát, và nhìn lên Chúa, nghĩa là nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Và khi anh em nhìn vào lời của Đức Chúa Trời, anh em sẽ thấy khác đi, được không? Nên đôi khi anh em biết đó, mình rất là dễ nhìn ra xung quanh và thấy những điều mà ma quỷ muốn mình thấy. Đúng không? Chúng ta thấy những cái hoàn cảnh mà con người phải liên tục chống chọi, bệnh tật, đau đớn, chết chóc liên tục, ngày và đêm họ kêu la tuyệt vọng, khóc lóc vì cái này, và họ tập trung vào cái này, họ tập trung vào những cái vết rắn cắn. Đây là phần lớn những người mà tôi thấy họ bị sa lầy vào cái bẫy của ma quỷ. Ma quỷ nó muốn anh chị em mình, không ạ, nhìn thấy những gì nó làm chứ không nhìn thấy những gì Chúa làm. Anh em hiểu không ạ? Vì vậy cho nên những cái thứ đó nó mới thống trị con người được, bệnh tật, đau đớn, chết chóc, đúng không ạ? Nhưng anh chị em cần biết những gì anh chị em thấy, những gì anh chị em thấy khi nhìn, nó phụ thuộc vào chính anh chị em. Anh chị em hiểu ý không ạ? Những gì anh chị em thấy khi mình nhìn nó phụ thuộc vào chính anh chị em. Anh chị em có thể đang đi và ngước mắt lên nhìn ra cửa sổ ô tô đang đi, nhưng mà anh chị em không thấy gì ở ngoài cửa sổ ô tô. Giống như một lần tôi chia sẻ bài giảng, phải không ạ? Bởi vì anh em tập trung vào cái gì anh em sẽ thấy cái đó. Còn anh em không tập trung, anh em không thấy, mặc dù anh em vẫn đang nhìn. Cho nên không, tôi mới nói lại là những gì anh em thấy khi nhìn nó phụ thuộc vào chính mình. Anh chị em có thể thấy những cái rắc rối đang cố gắng đẩy anh em đi xuống vực sâu, có thể anh em sẽ thấy điều đó. Anh em cũng có thể đang thấy những cái con virus đang cố gắng phá hủy cơ thể anh chị em. Anh chị em cũng có thể đang thấy bệnh tật đang cố gắng tiêu diệt anh chị em. Nếu anh chị em tập trung vào những vết con rắn lửa nó cắn, anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Mình tập trung vào cái gì mình sẽ thấy cái đó. Nhưng mà hôm nay tôi muốn khuyên anh chị em nè, đừng nhìn vào mấy cái đó, đừng thấy mấy cái đó, đừng tập trung vào mấy cái đó, nhưng hãy nhìn vào Chúa Giêsu.
Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, chính là nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Ngài là tác giả và Ngài là đấng hoàn thiện đức tin của ông bà anh chị. Hebrew chương 12 câu 2, phải không ạ? Được không ạ? Bất chấp những đau đớn, những điều gì mình đang vật lộn, đừng tập trung vào nó được không? Nhưng tập trung vào lời Chúa. Mở lời của Chúa ra, tập trung vào đó. Kể nó, quên đi tất cả những cái điều gì đang đau đớn, đang hành hạ mình. Đừng tập trung, mà hãy thấy những gì Chúa Giêsu đang nói trong lời Ngài. Đó là tất cả những gì anh chị em cần làm. Hãy nhìn, hãy nhìn lên thập tự giá, nơi Chúa Giêsu đã chết thay cho ông bà anh chị em, để anh chị em có thể sống trong tình trạng một sức khỏe hoàn hảo. Hãy nhìn vào lời Đức Chúa Trời, và trong đó nói là gì ạ? Nhờ những lần rơi Ngài chịu mà anh chị em đã được chữa lành. Có được không ạ? Hãy nhìn vào lời tuyên bố của Đức Chúa Trời rằng bất cứ ai tin vào Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng có sự sống không thể bị hủy diệt. Hãy nhìn vào Ngài đấng đã trở thành sự sống của anh chị em, và anh chị em được chữa lành. Khi anh chị em thờ phượng Đức Chúa Trời, lòng anh chị em hướng về Ngài, và anh chị em sẽ không còn thấy những điều xung quanh mình. Anh em có bao giờ trải nghiệm điều này chưa? Đến vào trong một cái hội thánh đầy dãy thánh linh, và anh chị em bắt đầu thả hồn mình vào sự thờ phượng Chúa, thậm chí anh chị em không còn để ý đến người xung quanh. Anh em có bao giờ kinh nghiệm được điều này không? Anh em không biết người đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái mình làm gì. Anh em tập trung hoàn toàn vào sự thờ phượng Chúa. Đó là tôi gọi là nhìn. Đó là tôi gọi là nhìn này. Nhìn Chúa là nhìn vậy đó. Anh em hiểu không? Tâm hồn của mình hoàn toàn kết nối với Ngài, gắn kết với Ngài, và không còn thấy gì xung quanh nữa. Và ai đã nói một cái hình ảnh rất là hay, đó là khi một người đã nhìn vào mặt trời rồi thì không còn thấy bóng tối. Anh em hiểu ấy? Khi anh em nhìn vào Chúa rồi, anh em không còn thấy công việc của Satan. Hãy tin tôi đây, đó là sự thật. Còn không tin thì ngày mai anh em ra và mặt trời giữa trưa anh em nhìn vào coi có thấy bóng tối nào không? Hoàn toàn không, phải không ạ? Khi nhìn vào mặt trời thấy không còn thấy bóng tối. Khi anh em nhìn vào Chúa rồi, hoàn toàn rồi, em không còn thấy Satan và những việc làm của nó. Đó là gọi là nhìn. Có một câu chuyện rất là khích lệ, phải không ạ? Có một người kia, một chị kia đó, chị bị bệnh lâu năm rồi, và cơ thể của chị nó cứ teo dần, liệt dần, tay chân cũng không có nhấc lên được. Chị ngồi xe lăn, phải không ạ? Và gia đình thì cũng giúp đỡ chị rất là nhiều. Nhưng mà đến một lúc thì họ cũng đuối sức và họ thôi bỏ thí cho chị. Chị chết đi cho rồi. Nhiều lúc có những thứ như vậy anh chị. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong cái tình trạng mà như vậy đó, bại liệt rồi tay chân dơ lên không được, rất là yếu đuối, thì chị được người ta đưa đi đến một cái hội nghị bồi linh rất là quyền năng, mặc dù là bệnh tật đau đớn như vậy. Và trong cái buổi đại hội bồi linh đó có một sự thờ phượng đầy dẫy Đức Thánh Linh. Wow, Chúa hiện diện dày đặc. Những gì diễn ra làm cho tấm lòng của cô đó được đụng chạm rất là mạnh mẽ. Và một cái bầu không khí thuộc linh, phải nói chưa bao giờ cô kinh nghiệm được trước đây trong cuộc đời mình đi theo Chúa. Và cô tự nhủ rằng, ô đây là cơ hội để tôi thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là cơ hội để tôi được một lần thờ phượng Đức Chúa Trời. Dù có chết cũng được, không sao. Tuyệt vời quá. Và cô bắt đầu chụp lấy cái bầu không khí đó. Và tại thời điểm đấy, anh chị em biết điều gì không? Cô quên mất là cô đang bệnh tật đau đớn. Cô chỉ biết bắt đầu mở miệng mình ra và tôn vinh Chúa. Cô bắt đầu ngợi khen Chúa trong cái bầu không khí thuộc linh dày đặc như vậy, phải không ạ? Và cô đã nhìn xuyên với bệnh tật của mình. Cô không còn nhìn thấy mình bệnh tật nữa, và cô nhìn lên Chúa. Cứ thế mà cô thờ phượng, cô tôn thờ Chúa bằng cả tấm lòng, cùng với cái nỗi đau trong thân xác của mình. Và sau đó tự nhiên cô thấy cô đang giơ hai tay lên để thờ phượng Ngài. Tự nhiên cô thấy cô đang giơ hai tay lên cô thờ phượng Ngài. Và cô tự nhiên lúc đó cô sực tỉnh lại. Cô ngạc nhiên, ô hai đôi tay mình đã rất lâu rồi không nhấc lên được. Nó bị liệt, nó không nhấc lên được, mà sao bây giờ nó lại nhấc lên được? Và trong một cái thoáng cô ấy nghĩ thì cô tự nhiên nói, ôi sao mình lại giơ tay được nhỉ? Ôi Chúa ơi, điều gì kỳ cục, có phải con đang bị điên không? Nhưng mà không, cô chợt bắt đầu hiểu ra là trong lúc cô thờ phượng bằng cả tâm hồn như vậy thì cô đã được chữa lành hoàn toàn. Cô lập tức cô đứng dậy, cô chạy ra ngoài và cô la lên, cô nói, mọi người ơi, tôi đã được chữa lành.
Tôi đã được chữa lên một cách hoàn toàn và một cách rất siêu nhiên. Anh chị em hiểu ý cái câu chuyện có thật này không ạ? Đây là một câu chuyện đã có thật, một lời chứng có thật mà tôi đã từng nghe. Nó rất là diệu kỳ, rất là quyền năng, rất là tự nhiên mà rất là bất ngờ. Khi một người người ta đã chăm xem Chúa Giêsu đến nỗi người ta không còn nhìn thấy một chút bóng tối, một chút nan đề, một chút gì trên đời sống của mình, thì phép lạ chữa lành lại đến trên đời sống của họ. Đó là điều rất là diệu kỳ, rất là diệu kỳ mà tôi đã từng nghe cái lời chứng này. Cho nên chỗ này anh chị em, nhìn và được chữa lành có nghĩa là khi anh chị em tập trung hoàn toàn vào Chúa Giêsu, anh chị em tập trung vào Chúa Giêsu và lời của Ngài để thờ phượng Ngài đến mức anh chị em quên tất cả mọi thứ trên đời, phép lạ đến. Phép lạ đến, và phép lạ đó sẽ biến hóa anh chị em từ một thân thể bệnh tật trở thành một thân thể khỏe mạnh, từ một đời sống thiếu hụt trở thành một đời sống thịnh vượng, từ một đời sống nghèo nàn trở thành một đời sống phong phú và dồi dào. Tôi nói anh chị em, hãy ngập chìm trong sự vinh hiển của Chúa và được biến hóa. Amen ạ. Cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và điều nguyên tắc thứ hai anh chị em, nguyên tắc thứ hai, hãy nói điều đó bằng miệng, bằng miệng của mình và hành động. Hãy nói cái điều đó bằng miệng của mình và hành động theo. Anh em hiểu ý không ạ? Đây là nguyên tắc thứ hai để được chữa lành. Đây là một nguyên tắc cũng rất là mạnh mẽ. Tôi gọi đây là một lời công bố vĩ đại. Trong Roma chương 10 câu 9 chép sao anh chị em? Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Đây là một nguyên tắc cực kỳ quan trọng của vương quốc Đức Chúa Trời trong tầng ước. Bất cứ điều gì bạn nhất quán tuyên xưng, tức là miệng mình nói lòng mình tin, thì điều đó sẽ trở thành hiện thực. Anh em ghi nhận điều này ha. Sức mạnh nằm ở trong cách nói và trong lời nói của ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em sẽ có bất cứ điều gì mà ông bà anh chị em nói. Cuộc sống của ông bà anh chị em ngày hôm nay là kết quả của những gì ông bà anh chị em nói vào ngày hôm qua. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi. Châm ngôn 18 câu 21. Anh chị em có thể đứng dậy khỏi giường bệnh và được chữa lành bằng cách nói về sự chữa lành, nói sức khỏe cho cơ thể của mình. Cơ thể của anh chị em sẽ phản hồi lại, sẽ phản ứng lại với lời nói của ông bà anh chị em. Và anh chị em có thể nói, tôi đã được chữa lành, tôi đã được chữa lành rồi, và tôi vẫn đang được chữa lành đây. Và nó sẽ trở thành như vậy. Cái này không phải là ảo tưởng đâu. Cái này là mình tuyên xưng bởi những gì mình tin ở trong lòng. Có một số người nói là, ô, tôi vẫn đang đau mà tại tôi nói tôi được chữa lành thì sao? Cái điều này nó có trái không? Nó có phi lý không? Tôi nghĩ không có gì phi lý. Khi anh em nói vì anh em tin thì điều đó bắt đầu sẽ được hình thành cho anh chị em. Anh chị em hiểu ý không ạ? Nếu anh chị em không đau thì anh chị em đâu có nói. Nhưng bởi vì anh chị em đang đau cho nên anh chị em nói rằng tôi đã được hết đau, tôi đã được chữa lành, nhờ Chúa tôi đã được chữa lành. Anh em nói để cho nó hết đau. Đây không phải là hão huyền, đây không phải là ảo tưởng, mà đây là dùng lời nói với đức tin trong lòng để cải thiện hoàn cảnh, để biến hóa hoàn cảnh, không ạ? Để xua tan hoàn cảnh. Anh chị em nhớ câu chuyện của người đàn bà Sunem không ạ? Con trai bà chết, đúng không? Trong Các Vua đó, chương 4. Con trai bà chết, bà đau đớn trong tấm lòng, bà sợ hãi, bà bất an, bà nuối tiếc đủ kiểu hết, và bà lập tức bà đi tìm người của Đức Chúa Trời để giúp đỡ bà. Và trong quá trình đi tìm người Đức Chúa Trời thì người ta hỏi bà là mọi sự có tốt không? Có điều gì xảy ra? Bà nói không, mọi sự đều bình an. Anh em thấy làm sao? Bà luôn miệng nói mọi sự đều bình an, trong khi con trai bà chết nằm ở nhà. Con trai yêu quý của bà, con trai mà bà mong chờ, bà xin được từ người của Đức Chúa Trời. Bà hiếm muộn mà, bà có một đứa thôi. Đau đớn trong lòng nhưng bà nói mọi sự đều bình an. Bà cứ nói như vậy. Nhưng mà trong lúc đó bà đã bình an chưa? Chưa, lòng bà đang gặp người Đức Chúa Trời, anh chị em thấy mà. Bà đau đớn, bà ngã xuống, bà ôm chân của Elise, bà nói, bà nhất quyết không rời Elise cho đến khi con trai bà sống lại. Bà đang đau đớn, bà đang tuyệt vọng, bà đang nhờ người của Chúa giúp đỡ bà. Nhưng miệng bà, người ta hỏi bà nói sao? Mọi sự bình an. Nhưng mà nhờ cái lời nói đó,
cái đức tin trong lòng của bà đó và cái lời nói nhất quán đó đã khiến cho con trai của bà sống lại. Và đúng, cuối cùng thì mọi sự bình an. Cho nên trong Mát chương 11 câu 22-23 chép như thế này anh chị em. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Chúa Giêsu bảo họ phải có đức tin của Đức Chúa Trời. Đức tin của Chúa nói bất cứ điều gì anh chị em nói là những gì sẽ được làm cho anh chị em. Chúa đã ban cho hội thánh một cái thẩm quyền và một cái năng lực tuyệt vời. Tuyên bố anh chị em đang được chữa lành và điều đó bắt đầu nó hình thành. Khi anh em tuyên bố thì nó bắt đầu hình thành. Đức Chúa Trời đã nói về anh chị em rằng anh chị em đã được chữa lành nhờ các lành roi của Chúa Giêsu. Nghĩa là sự chữa lành đó đã được hoàn thiện rồi, hoàn tất rồi. Bây giờ anh chị em nói và nó bắt đầu được hình thành trên thân thể vật lý anh em, rờ mó được, sờ mó được, cảm nhận được. Anh chị em hiểu ý không ạ? Anh chị em cứ nói như vậy và sự chữa lành nó sẽ hình thành, bắt đầu. Đức tin phải được thể hiện qua lời nói và hành động. Còn cái hành động nữa anh chị em, nói không chưa đủ đâu. Bạn phải hành động một cách phù hợp với những gì bạn nói, không ạ? Đó là cái điều rất là quan trọng anh em ghi nhớ trong cái nguyên tắc thứ hai này. Anh em nhớ người phụ nữ mất huyết không ạ? Ở trong Kinh Thánh, khi nghe về Chúa Giêsu thì bà đã có ý định trong lòng rằng bà sẽ chạm vào vạt áo của Chúa để cho bà được lành. Anh em đọc lại Mát chương 5 ha, câu 25-29. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. Vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Người phụ nữ này nói, bà tự nói với chính mình rằng tất cả những gì bà cần phải làm đó là chạm vào vạt áo của Chúa, đúng không ạ? Và được chữa lành. Bà này bà đã có đủ thông tin khiến cho đức tin của bà trỗi dậy và khiến cho bà hành động để được chữa lành. Bà không dừng lại ở việc nói, đúng không ạ? Bà đã làm một cái gì đó bằng hành động cụ thể. Nói không là chưa đủ, lời nói của anh chị em phải được hỗ trợ bằng hành động tương ứng. Anh chị em không thể nói rằng ô tô đã được chữa lành rồi mà vẫn còn nằm la rên la trên giường. Không thể như thế được, nó mâu thuẫn phải không ạ? Anh em phải vươn lên, ngồi dậy và làm những điều mà bạn không thể làm trước đây. Hãy bắt đầu thực hành đức tin của mình, được không ạ? Phi-rơ nói với Ene, người đã nằm liệt giường 8 năm. Cái ông Ene này, ông bị bệnh bại liệt. Anh chị em dở giùm tôi Công Vụ Sứ Đồ chương 9 câu 34. Không ạ? Ông Ene này ông bị bại liệt 8 năm. Và khi ông Phi-rơ đến gặp Ene thì Phi-rơ nói gì ạ? Hỡi Ene, Đức Chúa Giêsu Christ chữa cho ngươi được lành, hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường ngươi. Tức thì người vùng chờ dậy. Anh em thấy không ạ? Thực tế là thay vì ông Phi-rơ cứ để cho anh ấy trong cái tư thế ốm yếu bại liệt nằm trên giường, ngày hôm nay cũng có rất nhiều người nằm trên giường, nằm đến thối mông thối lưng phải không ạ? Thay vì ông để nằm như thế thì ông Phi-rơ ông bảo Ene làm gì? Làm cái điều mà ông này không thể làm, đúng không ạ? Ai thở đời giờ bảo một người bại liệt là hãy chờ dậy dọn dẹp giường mình? Phi lý thế, đúng không ạ? Cái điều mà ông này 8 năm trời ông không làm được. Nhưng ngay hôm đó anh em đọc Công Vụ sẽ thấy tức thì người vùng chờ dậy. Đằng theo sau lời nói của Phi-rơ là đức tin của Ene đã được trỗi dậy, và ông lập tức từ một người bại liệt ông vùng dậy và phép lạ xảy ra. Phép lạ xảy ra. Nên nhiều khi tôi cầu nguyện cho những người liệt tay liệt chân, tôi cứ bảo người hãy giơ tay ra, rồi chân cẳng là bước đi đi, bước đi bởi đức tin. Bởi đức tin bước đi, hãy bước đi, phải không ạ? Người phụ nữ mất huyết đã được chữa lành vì bà hành động dựa trên đức tin của mình. Nếu bà ấy tin, bà ấy nói nhưng bà cứ nằm ở nhà thì chả điều gì xảy ra cả, đúng không ạ? Điều tương tự cũng áp dụng cho anh chị em mình ngày hôm nay anh chị em ạ. Nói và vùng dậy hành động theo lời mình nói.
lời nói của anh chị em phải là lời nói chứa đầy đức tin từ tâm linh của con người, từ tâm linh của mình, phải không ạ? Đức tin không phải là một công thức đâu ông bà anh chị em, nó dựa vào sự hiểu biết về lời của Chúa. Nếu ông bà anh chị em không có lời Ngài, không có đọc lời Ngài, không có suy ngẫm lời Ngài, đừng có làm. Chắc chắn đó không phải đức tin. Nó là cái suy nghĩ, nó là cái suy đoán, nó là cái logic, nó là cái bắt chước ở trong tâm trí của ông bà anh chị em, chứ không phải đức tin. Đức tin nó luôn luôn trỗi dậy sau khi ông bà anh chị em đã thu thập đầy đủ sự hiểu biết và thông tin trên lời của Đức Chúa Trời. Hiểu không ạ? Lời của Đức Chúa Trời. Phải đọc Kinh Thánh, mở Kinh Thánh ra chăm xem vào đó và nhìn thấy rằng mình được chữa lành bởi lời của Chúa. Đó là đức tin thật. Chứ còn dĩ nhiên là ai mà chả muốn mình được chữa lành rồi mình hành động theo một cách rất là mù quáng, rất là mơ hồ mà không biết điều đó là đến từ đâu. Cái đó không phải đức tin. Đó là sự suy đoán logic của cái tâm trí của người thôi. Cái điều đó không làm nên phép lạ. Ma-thi-ơ chương 17 câu 20 chép: Ngài đáp rằng ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải sẽ khiến cho núi này rằng hãy dời đây qua đó thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Anh chị em thấy, các môn đồ đã đến hỏi Chúa Giê-xu là tại sao họ không thể đuổi quỷ được, và Ngài trả lời cho họ là tại họ ít đức tin. Không gì là không thể đối với một cơ đốc nhân học cách nói trong đức tin và mong muốn nhận được. Một cơ đốc nhân có đức tin thì không gì là không thể. Anh chị em hãy ghi nhớ điều đó. Cho nên tôi nói anh chị em là anh chị em có thể nhờ sự trợ giúp của nhiều người cho cái tình trạng của mình. Anh chị em có thể nhờ mục sư, nhờ người này đó cầu nguyện đặt tay lên cho ông bà anh chị em để ông bà anh chị em nhận lãnh sự chữa lành. Đúng rồi, họ có thể mang lại đức tin cho ông bà anh chị em trong một thời gian. Nhưng mà tôi khuyên ông bà anh chị em rằng là ông bà anh chị em phải sớm trỗi dậy và tuyên bố những gì ông bà anh chị em muốn bằng chính miệng của mình. Đúng không ạ? Bằng chính miệng của mình. Ông bà anh chị em phải thu thập đầy đủ thông tin trong lời của Chúa, tự mình thu thập và tuyên bố bằng chính miệng của mình. Bằng cách đó, ông bà anh chị em sẽ giữ được sự chữa lành của mình. Đúng là ông bà anh chị em đến hội thánh, mục sư nhiều người có thể cầu nguyện ông bà anh chị em được chữa lành. Nhưng mà nếu ông bà anh chị em không tiếp tục nó trong thấy nó trong lời Ngài rằng mình được chữa lành, để tiếp tục nói ra miệng, để tiếp tục hành động tương xứng, thì tôi e rằng rất khó để giữ được sự chữa lành này. Đúng không ạ? Đó là điều mà rất là tuyệt vời mà chúng ta cần phải nhận biết buổi tối hôm nay. Cho nên hãy tuyên bố sự chữa lành của anh chị em bằng chính miệng của mình là bước đầu tiên để cho ông bà anh chị em nhận và giữ được sự chữa lành từ Chúa. Amen. Dạ. Anh Kinh Thánh chép là hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hại hiếp. Hãy nói điều đó. Thi Thiên 107 câu 2. Ông anh chị em thấy không? Tôi và ông bà anh chị em là gì? Là người mà Chúa đã chuộc khỏi tay kẻ hại hiếp, khỏi tay Satan. Đúng không? Chúng ta hãy ngợi khen Chúa, hãy nói ra. Kinh Thánh nói rằng những người đó hãy nói điều đó. Hãy nói ra cho mọi người biết rằng mình là người đã được chuộc, mình là người được Chúa chữa lành, mình là được người được Chúa giải cứu, mình là được người tự do. Hãy nói điều đó bằng miệng của mình, dù bất kể anh chị em đang ở trong hoàn cảnh nào. Hãy nói, nói và hành động tương xứng. Đó là nguyên tắc thứ hai. Rồi mà anh chị em, chúng ta sẽ đi tiếp một nguyên tắc nữa. Nguyên tắc thứ ba, đó là nói cùng một điều như Chúa nói. Em ghi xuống nói cùng một điều như Chúa nói. Kinh Thánh nói như thế này nè, trong A-mốt chương 3 câu 3 nè: nếu hai người không đồng ý với nhau thì há đi chung được sao? Cho nên cách tốt nhất để sống trong sức khỏe của Đức Chúa Trời là nói những điều giống như Đức Chúa Trời nói. Anh em hiểu ý đó ạ? Cách tốt nhất để sống trong sức khỏe của Đức Chúa Trời là nói ý như Đức Chúa Trời nói. Dĩ nhiên ở trong Ê-sai 55 câu 8 thì nói là ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Nhưng đây là cựu ước. Còn tân ước thì sao ạ? Chúa Giê-xu Ngài nói rằng ta là đường đi, ta là chân lý, ta là sự sống. Cho nên khi chúng ta sống trong thời đại tân ước, chúng ta đã đến với Chúa Giê-xu, chúng ta đã đi đến một con đường, cùng một con đường. Vì vậy đường lối của Ngài bây giờ là đường lối của mình. Suy nghĩ của Ngài trở thành suy nghĩ của chúng ta. Anh em nhớ câu Kinh Thánh không? Về phần chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.
Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đến và Ngài cứu chúng ta và Ngài làm chúng ta làm một với Ngài. Chúng ta có tâm trí của Đấng Christ, chúng ta có đường lối sự mách bảo của Đấng Christ, chúng ta có ý tưởng của Đấng Christ. Cho nên là chúng ta có thể nói như chính Chúa nói, chúng ta có thể làm như chính Chúa làm, chúng ta có cùng suy nghĩ như chính Chúa suy nghĩ. Anh em thấy diệu kỳ không ạ? Đây là chỗ diệu kỳ. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 12 13 chép như thế này: về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan loài người dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 12-13. Anh em thấy ha, Đức Thánh Linh cho chúng ta biết những điều mà chúng ta đã nhận một cách miễn phí, nhưng không từ Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh khải thị cho chúng ta biết. Và đây là sự mặc khải nha anh chị em. Và chúng ta có một cái trách nhiệm phải nói ra cái điều chúng ta nhận từ Đức Chúa Trời nếu anh chị em muốn được chữa lành, muốn được sống khỏe mạnh, sống không bệnh tật. Mình phải nói ra, mình phải nói như chính Đức Chúa Trời nói, được không ạ? Vì vậy, tôi nói sự chữa lành của tôi theo như lời mà Đức Thánh Linh đã dạy. Tôi nói lên sự thịnh vượng của mình bằng lời mà chính Đức Thánh Linh đã dạy qua Kinh Thánh. Cái này nó khác với cái nguyên tắc mà anh chị em vừa học. Nguyên tắc anh chị em vừa học là tuyên xưng sự chữa lành của mình. Còn nguyên tắc này là nguyên tắc gì? Anh chị em nói sự chữa lành, nói sức khỏe, nói tất cả mọi điều phù hợp với Kinh Thánh nói về mình. Phù hợp, không ạ? Có thể anh chị em không, đang không bệnh tật gì cả, anh em không mắc một căn bệnh gì, nhưng anh em hãy nói sức khỏe, nói sự sống cho mình vì Đức Chúa Trời nói điều đó. Anh em hãy nói rằng tôi là người thịnh vượng, tôi là người sống sung mãn, tôi là người trường thọ không bệnh tật, tôi là người làm điều gì cũng thành công, tôi là người đứng đằng đầu không phải đứng đằng đuôi, tôi là người mà không ai có thể chống nghịch lại tôi được, tôi là người mặc lấy năng quyền, mặc lấy thẩm quyền, và nhờ danh của Chúa tôi có thể đặt tay chữa lành và truyền lệnh đủ quỷ. Ý là như vậy, anh em hiểu không? Mình phải nói như chính Chúa nói mình có những quyền hạn gì, có những thẩm quyền gì, có những năng lực gì ở trong Ngài, có cái ơn gì ở trong Ngài. Tôi là người có thể nói tiên tri, tôi là người có thể giảng phúc âm, tôi là người có thể nói ra lời tri thức, lời khôn ngoan, tôi là người có thể nói tiếng mới, thông giải tiếng mới, tôi là người có thể đem lại cái sự sống cho cái người trong cái sự gọi là khốn cùng, chết chóc, không ạ? Ý là như vậy, anh em hiểu ý không ạ? Cho nên hãy nói những điều mà như Chúa nói. Tiếp theo chúng ta thấy như sao nè? Những gì Chúa nói cho ông bạn cho em thì ông bạn cho em chính là người đó. Có thể ông bạn cho em không cảm thấy nó, có thể ông bạn cho em là không thấy mình giống nó, có thể bây giờ Chúa nói ông bạn cho em là thịnh vượng, nhưng bạn cho em thấy mình chả thịnh vượng gì cả, chưa thịnh vượng, hôm nay ông bạn cho em vẫn đang thiếu trước hụt sau. Có thể Chúa nói ông bạn cho em là người khỏe mạnh, nhưng bạn cho em thấy mình đang ốm yếu suốt ngày, ốm yếu ho hen, rồi là lúc nào cũng mỏi mệt, có thể như thế. Nhưng đừng nản lòng, nhưng đừng nản lòng. Ông bạn cho em cứ nói cho nó phù hợp những gì mà Chúa nói về ông bạn cho em. Ông bạn cho em phải thừa nhận là Đức Chúa Trời nói về ông bạn cho em là đúng, chứ không phải Satan nói về ông bạn cho em là đúng. Bạn cho em hiểu ý tôi ạ? Satan nó muốn bạn cho em nói ông bạn cho em là người bệnh tật, là người nghèo đói, là người rủa xả, là người thất bại. Nó muốn bạn cho em chấp nhận, thừa nhận điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn cho em thừa nhận một sự khác đi. Bởi vì Ngài định trong bạn cho em là người dư dật, Ngài đã định trong bạn cho em là người khỏe mạnh, Ngài đã định trong bạn cho em là người sống tự do. Đấy, đây là điều mà ý tôi muốn nói. Cho nên ông bạn cho em phải nói ra điều đó một cách tương xứng với những gì Đức Chúa Trời nói. Có một số người không có biết cái điều này. Họ bảo là không, tôi tin Chúa nhưng tôi thực tế lắm,
Tôi phải nói những gì mà tôi thấy, tôi phải nói những gì tôi đang có, tôi phải nói những gì mà hoàn cảnh tôi nó đang gặp phải, mắc mới tôi phải nói ngược lại. Không, đó là do ông bạn chị em thiếu sự hiểu biết, thiếu hiểu biết, phải không ạ? Đó là gần như một số người thì gần như gặp khó khăn về cái sự này, bởi cái logic của họ, bởi cái tâm trí chưa được biến đổi của họ, bởi vì họ không hiểu nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Vì vậy để mà họ hấp thu được những điều mà chúng ta giảng buổi tối hôm nay, đấu tranh ghê lắm. Và anh chị em thì tôi nghĩ đừng, anh chị em phải nói điều như Chúa nói, hãy chấp nhận nó, bởi vì Chúa đã nói như vậy. Chúa nói ông bà anh chị em thịnh vượng, làm bà anh chị em thịnh vượng. Bây giờ mặc dù bây giờ ông bà anh chị em không có xu nào trong tay, Chúa nói ông bà anh chị em là người khỏe mạnh, là ông bà anh chị em là người khỏe mạnh, mặc dù bây giờ là đang ốm yếu, không quan trọng, đúng không ạ? Thậm chí những người trong Tân Ước có một cách mới để cầu nguyện, đó là chúng ta nên cầu nguyện theo lời của Chúa, cầu nguyện phù hợp với lời của Chúa, đừng cầu nguyện theo ý mình, đừng có nói Chúa ơi, con là người ốm yếu, con là người thiếu thốn, xin Chúa thương xót con. Đừng nói như thế, đừng cầu nguyện kiểu như vậy, phải không ạ? Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, và chúng ta phải nói lời sự sống cho chính cuộc đời của mình. Khi anh em nói về sự sống, anh em sẽ bắt đầu có sự sống. Nhưng khi anh em nói về sức khỏe, anh em sẽ có sức khỏe. Khi anh em nói về nỗi sợ hãi, anh em sẽ bắt đầu thấy sợ hãi nó đến. Khi anh em nói về sự nghèo thiếu, anh em sẽ thấy nghèo thiếu nó đến và nó lớn lên. Khi anh em nói về điều đau buồn thì đau buồn nó lớn lên và nó có thể sao ạ? Tóm lấy anh chị em và nó hành hạ anh chị em suốt cuộc đời. Anh em hiểu không ạ? Cho nên đừng nói về thất bại, đừng nói về sợ hãi nghi ngờ, đừng nói về tật bệnh, hãy nói đức tin, hãy nói sự đắc thắng. Hãy nói cuộc sống anh em, của anh em nằm trong tay của anh em, bởi những điều anh em nói. Anh chị em có biết không, ma quỷ nó cần sự cộng tác của anh chị em để nó tiêu diệt anh chị em. Ở cái chỗ này là nhiều người không có nhận ra. Tôi nhắc lại nha, ma quỷ nó cần sự cộng tác của anh chị em để nó tiêu diệt anh chị em, phải không ạ? Nó cần cái chỗ nào? Nó cần sự cộng tác của anh chị em trong bất cứ cái lĩnh vực nào mà anh chị em đang thất vọng, đang tuyệt vọng, phải không ạ? Nó cần sự cộng tác là nó muốn anh chị em phải nói sự chết cho đời sống anh em. Nó muốn anh chị em phải nói ôi tôi nghèo lắm. Ôi nó muốn anh chị em nói ôi giờ tôi đang nợ. Ôi nó muốn anh chị em nói thôi tôi sắp chết rồi, sức khỏe tôi thế này thế nọ, bác sĩ bảo là thôi tôi sống được 1-2 tháng. Nó muốn anh chị em nói cho đời sống cơ thể anh em những điều đó để nó hủy diệt anh chị. Đó. Khi anh em mở miệng ra nói những điều đó, nó trái với lời Chúa là Satan xông vào và nó tóm lấy anh chị em. Cho nên tôi khích lệ ông bà anh chị em ơi, ông bà anh chị em phải đạt đến một sự trưởng thành thuộc linh và một điểm nào đó trong cuộc đời của mình, và anh chị em phải tin chắc anh chị em là ai ở trong Chúa. Và anh chị em chỉ nói lời Đức Chúa Trời liên quan đến anh chị em thôi, chứ không phải là anh chị em nghe người ta nói hay là bất kể hoàn cảnh như thế nào nó nói về mình. Kệ, anh chị em bỏ qua đi, ai nói gì mượt, hoàn cảnh nói gì mượt, chúng ta chỉ nói như lời của Chúa nói về mình, được không ạ? Châm ngôn chương 18 câu 21 chép sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Anh em thấy chưa? Cho nên lưu ý ở đây là tôi muốn ông bà anh chị em để ý nè, Kinh Thánh không có nói là sống chết nằm ở nơi quyền của Đức Chúa Trời. Có thể không? Một số ông bà anh chị em nói ô sao mà lạ thế, nhưng mà sự thật như thế, vì Kinh Thánh nói là sống chết nằm ở nơi quyền của lưỡi anh chị em. Những ai yêu nó sẽ ăn bông trái của nó. Vì vậy khi anh em nói sự chết cho chính mình, anh em có thể nói với sự thiếu thốn, đối khác, trống rỗng và đời sống thất bại, anh em có thể nói điều đó và mình sẽ ăn lấy những điều đó. Nhưng anh em cũng có thể nói về sức khỏe, sự dồi dào, thịnh vượng là điều mà Chúa định cho mình, và anh em sẽ cũng ăn lấy nó. Amen ạ. Cho nên đây là điều rất là diệu kỳ. Châm ngôn chương 4 câu 23 chép là khá cẩn thận giữ tấm lòng con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tại sao mà anh chị em mình phải canh giữ tấm lòng? Bởi vì tấm lòng của anh chị em chỉ sản xuất ra những gì mà nó nhận được thôi. Nó nhận vào nguyên liệu gì, nó sản xuất ra cái nguyên liệu đó. Anh em hiểu ý không ạ? Nếu tấm lòng anh chị em nhận cái thông tin sai, nó sẽ sản xuất ra những cái sản phẩm sai. Nếu tấm lòng anh chị em nhận lấy những thông tin về bệnh tật, những thông tin về nghèo đói, những thông tin về sự ruồng bỏ, những thông tin về nỗi buồn, thất vọng, cô đơn, những thông tin về trầm cảm, tuyệt vọng cùng đường,
thì nó sẽ sản xuất ra những cái sản phẩm đó trên cuộc đời của ông bà anh chị em. Nó nhận cái gì thì nó sản xuất ra cái đó. Matthew chương 12 câu 34 chép nè: bởi do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nó nói ra, đúng không? Thấy không? Tấm lòng của anh chị em chỉ có thể là một sự hướng dẫn chắc chắn khi nó được lời của Đức Chúa Trời dẫn dắt, đúng không? Đúng không? Những gì đi vào tấm lòng của anh chị em hoàn toàn phụ thuộc vào chính ông bà anh chị em. Đó là lý do tại sao ông bà anh chị em phải bảo vệ tấm lòng của mình một cách siêng năng nhờ lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Được chưa? Trái ngược với những gì nhiều người nói là nhiều người nói là ma quỷ nó ép tôi nói những cái điều tiêu cực. Xin thưa với ông bà anh chị em, tôi không tin điều đó. Và điều đó nó cũng không có đúng kinh thánh. Vì tại sao? Một con chim nó có thể bay qua cái đầu của ông bà anh chị em được, nhưng mà tôi đảm bảo nó muốn xây tổ trên đầu của anh chị em thì phải có sự đồng ý của ông bà anh chị em, đúng không? Một con chim thì nó có thể bay qua, nó có thể bay qua. Nhưng mà nếu mà nó muốn tha mấy cọng rác về để nó làm ổ trên đầu anh chị em thì ông bà anh chị em phải để yên cho nó làm ổ thì nó mới làm được chứ. Cho nên ở chỗ này đó, nếu mà ma quỷ nó cố gắng, nó mang những cái suy nghĩ tiêu cực áp bức vào tâm trí, thì ông bà anh chị em hoàn toàn có thể từ chối phản bác lại những cái suy nghĩ đó. Và tôi tin rằng chỉ những người nào chấp nhận những cái suy nghĩ tiêu cực đó thì nó mới bước vào lòng ông bà anh chị em được thôi. Chứ đừng nói là ma quỷ nó ép tôi nói, nó ép tôi phải nghĩ, nó ép tôi phải thế này, nó không có đâu. Cái chuyện đó đừng để nó lừa dối thêm lần nữa. Cho nên sự chấp nhận không nhất thiết là anh chị em phải nỗ lực cố gắng để chấp nhận lời của Đức Chúa Trời nói về mình, không cần đâu. Mà cái điều là vì chúng ta tin nên chúng ta nói ra, tin trong lòng và mình nói ra, cho nên cái đức tin nó đi trước, không ạ? Đức tin nữa được. Anh chị em phải tin nó và mình thừa nhận điều đó, chứ không phải là mình cứ nói để rồi mình cố gắng mình tin. Không phải. Tin trước mình thừa nhận rằng là lạy Chúa, con thừa nhận rằng con là người thịnh vượng. Lạy Chúa, con thừa nhận rằng con là người khỏe mạnh. Lạy Chúa, con thừa nhận rằng con là người bách chiến bách thắng, con không thể nào thất bại được. Vì Chúa nói như thế cho con. Có thể là bây giờ con chưa có điều đó, chưa thấy trên cuộc đời sống của mình, nhưng con thừa nhận rằng con là người đó. Vì sao? Đơn giản là vì Chúa nói con như vậy. Anh em hiểu ý tôi ạ? Bạn tin và bạn thừa nhận và bạn nói ra. Anh chị em càng tin càng nói thì chính cái đức tin đó nó bắt đầu nó được chấp cánh, trỗi dậy ngày một mạnh hơn, ngày một mạnh hơn. Và nó mạnh đến mức độ nó tạo cái ấn tượng ở trong linh hồn của bạn rằng anh chị em là người đó. Anh chị em tin nói tin đến một mức độ, một ngày nào đó anh chị em thấy ô đúng rồi, tôi là người đó. Đây không phải là tự kỷ ám thị, mà đây là quyền năng của Đức Chúa Trời biến hóa chúng ta qua những gì Chúa định cho mình ở trong lời của Đức Chúa Trời. Chứ nếu lời Chúa không nói thì mình có nói 1 triệu lần nó cũng chả bao giờ thành, đúng không? Không bao giờ thành cả. Đó là sự thật ha. Có một số người la hét lên rằng là tôi tin tôi nhận nó là của tôi, điều này của tôi, điều này điều nọ của tôi. Không cần. Chúng ta không cần phí thời giờ như vậy bàn cãi gì với ma quỷ đó. Đơn giản là bạn nhìn vào lời của Chúa, bạn thừa nhận những điều đó. Con là người đó Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã định cho con như vậy. Cứ ca ngợi và cảm tạ Chúa và thừa nhận những điều đó thôi. Đó là nguyên tắc thứ 3. Mình hãy nói cùng một điều như Chúa nói về mình. Hiểu ý không chị? Và cuối cùng, điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho bạn trên buổi tối hôm nay là hãy ngừng nói về nhu cầu của anh em, nhưng hãy nói nhiều hơn về sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc thứ 4 ha. Đôi khi cơ đốc nhân phải nhận ra rằng cái điều mà chúng ta cần làm là nói về sự cung ứng của Chúa thay vì cứ nói mãi về cái nhu cầu của mình. Đó là lý do tại sao anh chị em không nên liên tục nói tôi bị bệnh rồi. Đừng có liên tục nói như thế. Mặc dù anh chị em có thể đang bị bệnh thật, nhưng đừng cứ liên tục nói rằng ô tôi bị bệnh rồi. Không. Thay vào đó mình nên nói là lạy cha, con cảm ơn nghe vì con nhận được sự chữa lành từ nơi Ngài. Vì Ngài hứa điều đó trong lời của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài bởi vì Ngài đã
cung ứng sự chữa lành cho con. Ngài cung ứng sự chữa lành cho con bởi lần roi của Chúa Giêsu. Con nhận điều đó trong danh của Chúa Giêsu. Con thật sự đang sống trong một sức khỏe siêu nhiên bởi Chúa. Thầy và anh chị em cứ liên tục nói: ô, tôi nghèo, tôi thiếu. Rồi xong, tháng này tôi thiếu tiền rồi. Thay vì anh chị em nói thế thì anh em nói: cảm ơn Ngài Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã chịu nghèo khó để con nên giàu có. Và Đức Chúa Trời của con có quyền cung cấp cho con đầy đủ mọi sự cần dùng để con có thể sống dư dật và còn rơi rộng để làm đủ thứ việc lành. Ngài đối đãi với chúng con y theo sự giàu có Ngài có ở nơi Đấng Christ. Con tạ ơn Chúa vì sự chu cấp của Ngài. Con tạ ơn Chúa vì sự cung ứng của Ngài. Hoàn cảnh không thể thắng được con, nhưng hoàn cảnh giúp con biết được quyền năng của Đức Chúa Trời. Anh em hiểu ý không ạ? Thay vì cứ than vang, nhắc đi nhắc lại cái nhu cầu nan đề của mình, anh chị em ơi, hãy nói về cái sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Hãy nói nhiều về sự cung ứng của Chúa Trời. Đức Giê-hô-va Đi-rê của chúng ta ở đâu? Hãy nói điều đó. Nếu anh em có cái nhu cầu, hãy tiếp tục công bố rằng tôi có tất cả những gì tôi cần cho một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả mọi thứ đều là của tôi. Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng phước hạnh thuộc về tôi. Anh em hiểu ấy mà, đó là bốn nguyên tắc mà tôi chia sẻ cho ông bà anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Bốn nguyên tắc này tuy nó không mới, nhưng mà nếu như chúng ta giữ nó, thực hành nó, tôi cho rằng anh chị em mình sẽ sống trong sức khỏe siêu nhiên, sẽ sống trong một đời sống là không bệnh tật, một đời sống mà phải nói là đắc thắng, một đời sống anh em giữ được cái phong độ của mình ở trong Chúa. Và không gì có thể làm hại mình được đâu, bởi vì lời Đức Chúa Trời là quyền năng, bởi vì Kinh Thánh chép Chúa Giêsu là đầu của mọi thế lực, mọi thẩm quyền ở không những đời này mà trong đời sau nữa. Anh em chưa biết đâu, Chúa Giêsu của chúng ta lớn lắm, lớn lắm, không có một quyền nào có thể lớn hơn Ngài đâu. Nhưng mà Ngài đã cung ứng cho chúng ta mọi sự rồi. Amen chưa? Anh em chị em ơi, hãy ghi nhận bốn nguyên tắc này và áp dụng cho đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài thật nhiều. Hy vọng rằng những lời tôi vừa chia sẻ giúp đỡ anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em ha. Cảm ơn Chúa. Bây giờ này thì chúng ta chuẩn bị vào cái thời gian chúng ta cầu nguyện. Em đã sẵn sàng chưa? Những ai bệnh tật, những ai đau yếu, những ai đang có những nan đề, những ai đang có những cái khó khăn, hãy nhớ lại những điều tôi vừa chia sẻ. Và hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện, chúng ta áp dụng nó. Đúng không ạ? Chúng ta áp dụng nó. Hãy nhìn thấy mình ở trong Chúa và nói ra mình những điều tương xứng với Đức Chúa Trời. Amen. Tôi sẽ cầu nguyện để Chúa dẫn dắt ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Trước tiên tôi sẽ cầu nguyện cho những người bệnh tật. Amen. Chúng ta cầu nguyện cho những người bị bệnh. Bất kể ai đang bệnh tật, hãy hướng lòng về Chúa giờ này. Ai đang bệnh tật hãy hướng lòng về Chúa giờ này. Tôi muốn anh chị em nhắm mắt và tưởng tượng thấy con rắn đồng được treo lên là Chúa Giêsu bị treo lên thập tự giá. Đúng không? Hãy thấy điều đó và cũng đồng thời thấy căn bệnh của mình ở trên đó. Căn bệnh của mình ở trên đó rồi, nó không còn trên thân thể ông bà anh chị em nữa. Những ai đang bệnh tật, viêm nhiễm, ung thư, suy yếu, xương khớp, máu huyết, tim mạch, những căn bệnh nan y, những căn bệnh mà bác sĩ bảo là bó tay không làm gì được, tất cả những điều đó hãy tin tôi đi. Chúa Giêsu đã lấy trên thập tự giá. Chúa Giêsu Ngài đã lấy mọi bệnh tật rồi. Cho nên ông bạn trẻ ơi, hãy nhìn và được chữa lành. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu, hãy nhìn xem những gì lời Ngài chép và được chữa lành. Bởi lần roi của Chúa anh em được lành bệnh. Có đúng không ạ? Vậy thì nghe lời khuyên của tôi. Những ai đang bệnh tật, hãy đặt tay vào chỗ đau của mình và nói thế này: cảm tạ Chúa Giêsu. Bởi lần roi Ngài chịu mà Ngài đã lấy căn bệnh này của con. Ngài đã lấy bệnh tim mạch ra khỏi con. Ngài đã lấy bệnh thận, bệnh gan, bệnh bao tử, tiền đình ra khỏi con.
Ngài đã lấy bệnh tiểu đường, huyết áp, ung thư, suy thận, ung thư ruột non, ruột già, bệnh trĩ ra khỏi con. Ngài đã lấy bệnh về gan, mật ra khỏi con. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài. Anh em hãy nói điều đó. Hãy nói điều đó, hãy nói điều đó, hãy nói điều đó ra khỏi miệng anh chị em đây ạ. Hãy nói ra khỏi miệng anh chị em, nói thành tiếng, nói lớn lên giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Được chưa? Được chưa? Cảm ơn Ngài, hãy đặt tay vào chỗ đau của mình. Hãy nói thành tiếng ra. Và bây giờ tôi cầu nguyện. Cha ơi, con cầu nguyện. Anh chị em con đang ở trước màn hình này, Chúa thấy họ. Chúa thấy từng con người con cái của Ngài đang ở trong đau yếu bệnh tật. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ơi, Ngài hãy đến trên thân thể của ông bà anh chị em con giờ này. Chúa ơi, con cầu nguyện Thánh Linh ơi, Ngài khai phóng năng quyền của Ngài và Ngài chữa lành cho. Ông bà anh chị em hãy tập trung vào chỗ đau của mình. Chỗ mình đang đau, đầu gối đang đau, tay đang đau, đầu đang đau, tai mũi họng đang đau, ngực đang đau, tim đang đau, hãy tập trung vào đó và thấy quyền năng của Đức Thánh Linh tác động vào chỗ đau của mình nha. Tôi khai phóng năng quyền của Đức Thánh Linh dựa theo lời cầu nguyện vừa rồi vào ngay chỗ đau của ông bà anh chị em. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, ta truyền lệnh cho những khối u hãy teo đi, nhỏ đi và biến mất. Những khối u trong thận, những khối u trong gan, những khối u trong phổi, những khối u trong xương, những khối u trong mạch máu, những khối u trong não, hãy tiêu đi. Những khối u trong tuyến giáp, hãy tiêu đi, hãy tan đi, nhỏ lại và biến mất đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Biến mất đi, nhỏ đi, nhỏ lại, biến mất đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta truyền lệnh cho những hư tổn trong thận, trong gan, trong bao tử, trong xương khớp, trong khớp gối, trong khớp tay, trong khớp đốt sống cổ, đốt sống lưng, thoát vị đĩa đệm, tất cả những cái hư tổn đó, nhân danh Chúa Giêsu Christ ta lệnh cho hãy được phục hồi. Hãy được phục hồi. Hãy được phục hồi giờ này bởi quyền năng của Chúa. Hãy được phục hồi giờ này bởi quyền năng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy cảm nhận sự phục hồi. Cảm nhận sự phục hồi. Cảm nhận sự phục hồi. Thoát vị đĩa đệm được phục hồi. Thoát vị đĩa đệm lưng được phục hồi. Thoát vị đĩa đệm lưng được phục hồi. Đầu vai gáy đốt sống cổ được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ôi ai đau thần kinh tọa được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng. Thoát vị đĩa đệm được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Ôi những khớp gối, đau khớp gối, đau bị khô, tràn dịch khớp gối được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Ta lệnh cho mọi tà linh bệnh tật, mọi tà linh gây đau đớn, mọi tà linh bệnh tật di truyền từ tổ phụ, mang lấy bệnh tật trên những thân thể đang ở trước màn hình này, những bệnh di truyền từ tổ phụ về tim mạch, bệnh tim mạch trong danh Chúa Giêsu, bệnh tim mạch trong danh Chúa Giêsu, hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi bẻ gãy tất cả những quyền lực, những con quỷ đang tấn công những tim mạch, đang tấn công vào hệ thống tim mạch của những người đang ở trước màn hình này. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta lệnh cho mày Satan, hãy rời khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những linh áp chế này, những tà linh gây đau đớn này, những tà linh bệnh tật này, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Và con cảm ơn Ngài Chúa. Con ngợi khen Ngài Chúa. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah. Những ai đang bị huyết áp tiểu đường, ta ra lệnh cho những con quỷ gây căn bệnh huyết áp tiểu đường, gây căn bệnh huyết áp tiểu đường, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những con quỷ gây cho những thân thể họ lượng đường tăng cao, huyết áp tăng cao, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Và Chúa ơi, con xin Ngài hãy hạ đường, hãy hạ huyết áp của họ xuống một cách bình thường,
Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy sửa những sai trật trong cơ thể của họ Chúa. Con tạ ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Những ai đang bị cái thanh quản này nói không được, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, ta bảo hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Tôi bảo hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Thanh quản được chữa lành. Thanh quản được chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả những giọng khò khè, những nghẹt, nói không tròn tiếng, khó nói, khó lên giọng, trong danh Chúa Giêsu hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah. Hen suyễn, những ai hen suyễn, những ai đang bị hen suyễn, khò khè, khó thở, không ạ? Khò khè, khó thở, nghẹt, trong danh của Chúa Giêsu hãy được lành. Nhân danh Chúa Giêsu tôi giải phóng những người đã được lành. Tôi giải phóng những người đã được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tà linh sợ hãi, lo lắng, bất an hãy rời khỏi những người đã trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang nằm trên giường bệnh mà đang theo dõi live stream này, những ai đang nằm trên giường bệnh theo dõi live stream này, hãy trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi thứ mệt mỏi, đau đớn, chết chóc, tuyệt vọng trên họ, tao bảo mày tà linh này hãy rời khỏi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đây đây trong danh Chúa Giêsu. Đây trong danh Chúa Giêsu. Mọi quyền lực của sự tối tăm, mọi quyền lực của linh ô uế, mọi quyền lực của linh tà thuật, bói khoa, bói toán, mọi quyền lực của tà linh đang gây cho họ những thất bại, đau đớn, giới hạn, ta ra lệnh mày rời đi. Những tà linh đến trong bóng đêm, tà linh sự chết, tà linh dâm linh, những tà linh người chồng, người vợ thuộc linh, trong danh Giêsu tôi ra lệnh mày rời khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những linh về tâm thần trầm cảm hãy rời đi. Những tà linh về sự tuyệt vọng đồng tính, ta bảo mày rời đi. Những tà linh của sự dâm dục, ta bảo mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những tà linh khiến cho họ bị nghiện về rượu, về thuốc, về phim xét, về ma túy, trong danh Chúa Giêsu mọi tà linh nghiện ngập cám dỗ này hãy ra khỏi những người đang ở trước màn hình, rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta truyền lệnh mày đi Satan, đi đi, Holy Ghost fire. Ta kêu lửa thánh linh từ đỉnh đầu đến gót chân những người này, lửa thánh linh giáng xuống từ đỉnh đầu đến gót chân những người này, thiêu đốt Satan trong danh Chúa Giêsu, thiêu đốt Satan trong danh Chúa Giêsu. Fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi tà linh ô uế, ta bảo mày ra khỏi những người mày ám ở trước màn hình này, những người đang có vấn đề với tà linh, hãy nghe đây, hãy đặt tay vào bụng của mình. Những người đang có vấn đề, mình nghĩ rằng mình có vấn đề với tà linh, hãy đặt tay vào bụng của mình. Hãy nghe này, trong danh Chúa Giêsu, mọi linh ô uế hãy ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu, ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu. Oh, in the name of Jesus, rơi trong danh Chúa Giêsu, rơi ra đằng miệng, đằng mũi, bằng hơi thở, mồ hôi, rơi bằng mọi cách của mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu, ta nói rằng ta giải phóng những người này được tự do, tự do, tự do, tự do. Con cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài thật nhiều. Ngợi khen Chúa thật nhiều. Ngợi khen Chúa thật nhiều. Chúa ơi, xin Chúa thăm viếng anh em con. Con xin thần linh của Ngài tuôn đổ trên anh em con giờ này. Những ai đang cần nhận báp têm thánh linh, hãy đổ xuống cho họ nói tiếng mới giờ này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy đón nhận thánh linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đón nhận linh của sự sống và được đầy dẫy thánh linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và những ai chưa nói tiếng mới, khởi sự nói tiếng mới giờ này, nhận đi, nhận đi, nhận đi, nhận đi, nhận đi, nhận đi. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Wow, cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài vì sự chữa lành mà Ngài đã đem đến cho dân sự Ngài. Cảm ơn Ngài vì sự giải cứu mà Ngài đem đến cho dân sự của Ngài. Cảm ơn Ngài vì sự tươi mới đổ đầy thánh linh và Ngài đem đến cho dân sự của Ngài. Tất cả mọi tà linh tà thần bị cột trói ngày hôm nay, những tà linh nào mà đang ám hay ảnh hưởng con cái của Đức Chúa Trời, bất kể tên gọi mày là gì, ta ra lệnh mày rơi khỏi đời sống của họ trong danh Chúa Giêsu, rơi khỏi sức khỏe họ, rơi khỏi gia đình họ, rơi khỏi chức vụ họ, rơi khỏi con cái của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi hết đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta truyền lệnh, lửa đổ xuống, lửa đổ xuống,
lửa từ trời đổ xuống, lửa từ trời đổ xuống, lửa từ trời đổ xuống, lửa từ Thánh Linh đổ xuống trong danh Chúa Giêsu. Fire, fire, fire trong danh Giêsu. Fire in Jesus mighty name. 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 Hãy được lên trong danh Chúa Giêsu. 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 Hãy được lên bệnh trong danh Chúa Giêsu. Mọi cơ quan nội tạng nào của ông bà anh chị em bị hư tổn, hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Gan, thận, mắt được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Tai, mũi, họng, xương, khớp, máu huyết được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Phổi, hệ thống hô hấp, tuần hoàn, tim mạch được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài Chúa. Wow, con cảm ơn Ngài vì sự chữa lành. Con cảm ơn Ngài vì sự tự do. Con cảm ơn Ngài vì sự tươi mới, phước hạnh mà Ngài ban cho con cái của Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Anh em hãy đón nhận, đón nhận, đón nhận. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu. Đón nhận bởi đức tin. Anh em hãy đón nhận và nói ra miệng rằng tôi được lành. Nói ra miệng rằng tôi được lành. Những ai khó khăn và đi đứng, hãy đứng dậy đi. Những ai đang nằm trên giường, hãy trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu. Tôi nói rằng hãy trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu. Hãy trỗi dậy và vui mừng hát ngợi khen Ngài, cảm tạ Ngài vì những gì Ngài làm. Hãy nhìn chăm Chúa Giêsu, hãy tuyên xưng và hành động với đức tin của mình. Hãy nói như chính Đức Chúa Trời nói về mình trong Kinh Thánh. Phải không ạ? Hãy nói về sự cung ứng của Chúa cho đời sống của mình thay vì nghĩ về nhu cầu. Hãy nhớ bốn nguyên tắc này để chúng ta bước vào sự chữa lành của Đức Chúa Trời và giữ lấy nó. Amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Wow, nhiều điều tuyệt vời ngày hôm nay đến trên thân thể ông bà anh chị em. Nhiều điều tuyệt vời. Tôi tuyên bố ông bà anh chị em được khỏe mạnh, được thịnh vượng, được tươi mới, được phục hồi giờ này. Ông bà anh chị em hãy comment xuống bên dưới những gì Chúa làm cho mình. Comment xuống bên dưới những gì Chúa làm cho mình. Amen ạ. Cảm ơn Ngài để khích lệ người khác và để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài. Tôi tin rằng rất là nhiều người được Chúa chạm, được Chúa chữa lành, được Chúa giải phóng buổi tối ngày hôm nay. Wow, nhiều điều mới lạ xảy ra trên đời sống bạn chị em. Hãy tôn vinh Ngài, tôn vinh Ngài, tôn vinh Ngài. Tôn vinh Ngài, đón nhận riêng bạn chị em. Đừng thấy mình tuyệt vọng, đừng thấy rằng bệnh mình không thể chữa lành, nhưng hãy thấy rằng mọi bệnh tật mình Chúa Giêsu đã gánh lấy. Hãy thấy rằng không một con quỷ nào có thể lớn hơn Chúa Giêsu. Hãy thấy mình là người tự do, thấy mình là người thịnh vượng, thấy mình là người dư dật rời rộng. Đừng bao giờ nhìn thấy bế tắc, đừng bao giờ nói những lời đó ra khỏi miệng của mình, được chưa? Cảm ơn Ngài. Hãy comment xuống bên dưới những gì Chúa làm. Tôi muốn nghe lời chứng của bạn trên giờ này. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tôi muốn nghe lời chứng của bạn trên giờ này. Hãy comment xuống bên dưới những gì Chúa làm. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em. Hallelujah. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.